Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 4, trang 175, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập trung. Bài tập 4 đề bài như sau. Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45 km/h. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60 km/h và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng. Như vậy, đây là một bài toán về hai xe chuyển động cùng chiều và xuất phát không cùng lúc. Xe ô tô chở hàng xuất phát từ A lúc 6 giờ, xe ô tô du lịch cũng xuất phát từ A lúc 8 giờ. Vận tốc của xe ô tô du lịch lớn hơn vận tốc của xe ô tô chở hàng. Vì vậy, xe ô tô du lịch sẽ bắt kịp xe ô tô chở hàng. Để giải bài toán này và tìm xem đến mấy giờ thì ô tô du lịch bắt kịp ô tô chở hàng, ta thực hiện các bước như sau. Bước 1, chúng ta tính thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch. Ô tô chở hàng đi lúc 6 giờ, còn ô tô du lịch đi lúc 8 giờ. Vì vậy, ta lấy 8 trừ 6 bằng 2 giờ. Tiếp theo, chúng ta tính số km ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch. Đây chính là quãng đường mà ô tô chở hàng đi được trong 2 giờ đó. Bước thứ 3, chúng ta tính số km mà mỗi giờ ô tô du lịch gần ô tô chở hàng. Bước 4, chúng ta tính thời gian để đi ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng bằng cách lấy số km ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch chia cho số km mà mỗi giờ ô tô du lịch gần ô tô chở hàng hơn. Cuối cùng, chúng ta sẽ tính được thời gian lúc ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng bằng cách lấy thời gian lúc ô tô du lịch xuất phát là 8 giờ cộng với thời gian để ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng vừa tính được. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập 4. Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là... Ta lấy 8 trừ 6. Bằng 2 giờ. Như vậy, quãng đường ô tô chở hàng đi được trong 2 giờ đó là... Ta lấy vận tốc của ô tô chở hàng là 45 nhân với 2 bằng 90 km. Đây chính là khoảng cách ban đầu giữa ô tô chở hàng và ô tô du lịch. Tiếp theo, chúng ta tính xem sau mỗi giờ ô tô du lịch đến gần ô tô chở hàng bao nhiêu km. Ta lấy vận tốc 1 giờ của ô tô du lịch là 60 km/h, trừ đi vận tốc 1 giờ của ô tô chở hàng, 60 trừ 45 bằng 15 km.
Như vậy, thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là ta lấy quãng đường ô tô chở hàng đi được trong 2 giờ, hay chính là khoảng cách giữa hai ô tô lúc ban đầu là 90 chia cho 15 bằng. Đặt tính ra nhé, ta có 90 chia 15 được 6. 6 x 5 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 6 x 1 bằng 6, nhớ 3 bằng 9, viết 9. 90 trừ 90 bằng 0. Như vậy cô được kết quả bằng 6 giờ. Vậy là ô tô du lịch sẽ mất 6 giờ để đuổi kịp ô tô chở hàng. Để bài hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng. Như vậy, ô tô du lịch sẽ đuổi kịp ô tô chở hàng lúc 8 giờ. Ta lấy thời gian xuất phát của ô tô du lịch là 8 giờ cộng với khoảng thời gian mà ô tô du lịch phải đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là 6 giờ. Như vậy 8 giờ cộng 6 giờ sẽ bằng 14 giờ. Hay chính là 2 giờ chiều. Như vậy lúc 14 giờ thì ô tô du lịch sẽ đuổi kịp ô tô chở hàng. Đáp số 14 giờ. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 4, trang 175, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập trung. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt!